Hi, xin chào tất cả anh em quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là TG Liên Quân anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video người ta gọi là hướng dẫn cách chơi sát thủ đi support nha. Đó thì cái lối chơi support thì anh em chắc hẳn đã biết rồi. Đó thì thường ta sẽ có 3 dạng. Thứ nhất là anh em chơi những vị tướng trợ thủ đi support này, hai vị tướng tanker đi support, và thứ ba là chính là những vị tướng có cái khả năng gây đêm to đi support, hay là những cái vị tướng sát thủ, xạ thủ đó, khả năng tay to và đêm to đầu trận nha. Đó thì cái vị tướng trong clip ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em đó chính là vị tướng Ryuma. Đó, một trong vị tướng khá là hot trong cái phiên bản mùa 16 này. Nhưng mà sang mùa sau mình không biết vị giảm sức mạnh nhỉ. Mình nghĩ là chắc sẽ không giảm đâu anh ạ. Hoặc có giảm thì cũng giảm đôi chút thôi. Tại vì trong cái phiên bản mùa 16 này, sau mấy bản cập nhật bổ sung thì vị tướng Ryuma của ta đã bị giảm khá là nhiều rồi. Nên mình nghĩ là cái sức mạnh nó bây giờ nó cũng không phải là quá là yếu, nhưng mà cũng đủ mạnh để anh em có thể leo danh nha. Đó rồi thì đầu trận mà ở đây là có một cái mạng mà thử cố ăn được Malok rồi, và hai mạng đầu chậm dành cho team mình. Đó thì về cái mẹo chơi của mình ngày hôm nay, đó dành cho vị tướng đêm tay to đi support ấy, hay là người ta gọi là những vị tướng sát thủ đi support. Thì khác với những cái vị tướng đỡ đòn ngày xưa, thì nếu mình chơi nhá thì đầu chậm đó chúng ta lên ở cạnh AD để có thể giúp AD farm nhanh hơn này, đó, và bảo kê AD. Nhưng riêng với những vị tướng sát thủ mà anh em chơi đi support ấy, như kiểu vị tướng Ryuma này, hay là Batman, hoặc thậm chí Joker, hay là những cái vị tướng nó có cái đêm tay to, đó thì chúng ta đầu chặn đừng nên đi cạnh AD làm gì nhé. Chúng ta lên đi đảo đường, đó để làm những cái người ta gọi là mắt xích, liên kết team lại với nhau. Đó thí dụ pha này chúng ta bắt được vào Zata này, đó, và thậm chí nếu skirt ra chúng ta vẫn có thể bắt được vào skirt. Đó khi lượng đêm tay chúng ta là rất nhiều, đó có thể tạo đột biến cho team trong dạng đầu chặn rất là cao. Đó vì sao mình bảo là khi mình đi support với những con này thì mình là mắt xích, tại vì mình là người có thể kết nối được đường dòng đó với đường mid, và đường kinh công với đường mid. Thì ví dụ nha, từ ăn nôn ngộ khỉ đã, rồi ngộ không chạy đâu bạn ơi. Đó, và 5 mạng đầu chặn rồi như mình, không phải dành cho mình mà dành cho team mình. Đó, mình chỉ đi support thôi. Đó nên mình nghĩ là khả năng KS mình bây giờ nó cũng khá là kém. Đó, thì anh em nhìn nhá. Đó, thí dụ mà từ lẫy giờ mình cứ hồi sinh xong này, hay là mình hồi máu xong, mình toàn ra cái cung đường người ta gọi là đường cánh sông. Đó, ở tầm đường dòng ở giữa này, hoặc là đường kinh công ở giữa, đó chúng ta sẽ làm mắt xích. Đó, nếu thấy kẻ địch thì chúng ta sẽ tấn công vào và kêu gọi team chúng ta từ hai đường lao ra tấn công. Đó thì sẽ là một cái mắt xích rất là tốt, đó để team chúng ta có thể lao và áp sát kẻ địch. Đó nên đấy là một cái mẹo chơi những vị tướng mà đầu trận chúng ta ít đánh nhau nhiều ấy, đó sẽ rất là tốt nha. Đó, anh em thấy chưa, hầu như giao tranh nó toàn xảy ra với khu vực đường sông ấy thôi. Đó giúp lợi team mình rất nhiều. Ngộ không thì người này đi rồi, khi chúng ta ở đây là có cái soi map và ăn được cái mạng đầu tiên cho mình. Đó, ăn được cái mạng này thì cũng ok nhỉ, nhưng mà lại được cái bột xanh. Mình nghĩ là cái vị tướng Ryuma chúng ta không cần lắm, nhưng mà thôi nha. Đó, có hơn không gọi nhá, team mình sao chửi nhau này. Hình như mấy thanh niên này chửi nhau về cái khả năng cái gì nhỉ, cái khoản mà ăn lính mít anh ạ. Rồi không sao nha, chúng ta thì không liên quan gì, thôi đó, không chat làm gì. Đó, chat sợ mấy ông này dỗi xong AFK thì thôi toang mất trận đấu đấy anh ạ. Rồi về cái vấn đề này thì mình nghĩ là cũng tùy theo quan điểm từng người thôi. Đó, nếu anh em mà đánh chung team mà thỉnh thoảng ăn quá hay không sao, mà nên là mình đi danh đơn anh ạ. Đó, lên thỉnh thoảng mà rừng nó ra farm quá đà thì mít chửi nhau thì cũng là khá là căng đấy. Rồi thì quay trở lại trận đấu ngày hôm nay của chúng ta về cái vị tướng Ryuma đi support này. Đó thì đầu trận đó mình đã nói một số kinh nghiệm. Đó, khi ta chơi vị tướng này đi support, đó hầu như tự mà lốc đây rồi. Đó, quẹt nhẹ cho một số đường chiêu cơ bản của Malok đã mất đi cho mình khoảng 4/5 cây máu rồi. Một tí nữa mình nghĩ là khả năng ta sẽ không đuổi được. Đó, quả đấy là mình lên cái liệt hỏa hủy diệt thì may ra nghiên Malok phải đi rồi. Rồi, thì nói về cái tiếp theo là cái gì nhỉ? Đuổi đang đến cái mẹo ấy. Đó thì giải thích lốt. Thì gần như nhất team chúng ta trong dạng đầu trận, đó nó sẽ luôn luôn là cái thế mà người ta gọi là 2-1 hoặc là 3-1. Đó, chúng ta cứ đi đảo cách liên tục thế thì trong giai đoạn đầu trận với cái khả năng gây sát thương mạnh của mình ấy, đó thì hầu như team mình sẽ có lợi hoàn toàn những pha combat đó từ đầu trận rồi, anh em thấy nhá. Đó, mình đi ganh Zata toàn gặp mình, đó thì team mình nó ụp vào, đó toàn 3-1, và ở đường trên Skirt thì cũng thế 3-1, và ngộ không đi ganh thì cũng 3-1 lốt. Đó, hầu như team mình có mặt trên hoàn toàn những cái pha giao tranh nào mà cứ giao tranh là có mình ấy. Và ở đây bật cái soi map lên này, rồi từ từ nha anh em ơi, lui tí đi. Và mình nghĩ chưa lên vội thì Zata đã là bay được. Đó, cứ từ từ nha, để team bạn nó hết chiêu đấy anh ạ, rồi chúng ta hãy vào sau. Đó, chơi cái vị tướng khác đi support thì mình không biết, nhưng mà riêng vị tướng Ryuma đi support thì anh em đừng bao giờ lên hổ báo anh ạ. Tại vì cái tầm chiêu vị tướng Ryuma này nó khá là xa. Đó, lên khi chơi thì mình nghĩ là lên cấu rỉa trước, đó, để lấy lợi thế cho team mình, rồi để team mình lao vào, đó thì mình sẽ ổn định hơn nha.
Đó, và về cái mẹo chơi thì chắc mình không phải nói quá nhiều vị tướng Ryuma rồi. Đó, tại vì mình có rất nhiều cái video về vị tướng Ryuma. Đó, lên cái cách combo thì mình cũng chỉ nói sơ qua thôi nha. Đó chính là chiêu một lao lên hoặc lao về, nó tùy anh em sử dụng khi gặp những cái trường hợp nhất định. Và cái combo cấu rỉa thì là 2-3-2, nó thì nó sẽ là combo tốt nhất dành cho vị tướng Ryuma nha. Và cái quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, ui lượt phát tường xịt lên rồi lui thôi. Đó, cái quan trọng trong video ngày hôm nay của mình đó chính là cái lối trang bị. Đó, lối trang bị đi đường thì nó cũng như các video cũ thôi, nó không có gì thay đổi. Nhưng riêng về lối trang bị đi support này thì nó có một số thay đổi nhá. Đó thì về cái slot đầu tiên thì bắt buộc rồi, đó chính là cái slot ui lữ bố sung vậy. Rồi lui tí đi bạn ơi, không mình không ra cứu đâu. Rồi thì cái lối trang bị đầu tiên nhá thì đó chính là cái lối trang bị tăng công, nó có thể giúp mình đánh nhiều sát thương hơn, thì có thể giúp gì nhỉ? Cấu rỉa máu tướng địch ấy, nó được tốt hơn. Và đến slot thứ 3 thì có một slot khá là hay, đó chính là cái thương long Noginus. Đó thì đến đây thì làm gì anh em bảo là lên thương long này thì làm gì có đêm. Đó với cả là nó cũng không hợp vị tướng Ryuma, nhưng mình nói thật với anh em, đó khi anh em đi đường thì mình nghĩ là lên cái gì nhỉ? Cái thương xuyên phá đó sẽ lợi nhất cho vị tướng Ryuma rồi, nhưng khi đi support thì cái thương long sẽ được ưu tiên hàng đầu. Vì cái thương long này tuy nó không có sát thương nhiều bằng cái thương xuyên phá, nhưng bù lại nó sẽ có một lượng hồi chiêu này và một lượng máu, và cái quan trọng nhất đó chính là một cái lượng gì nhỉ, người ta gọi là phá giáp. Đó, tại vì cái nội tại của cái thương long Noginus này nó một nội tại tên là nghiền ép, nghĩa là mỗi lần đánh vào tướng địch đó, tướng địch sẽ bị giảm 40 giáp và cộng dồn 5 lần hay 6 lần đó, mình không nhớ lắm nha. Đó, nên khi chơi support ấy thì cái điểm chính của vị tướng support đó chính là hỗ trợ đồng đội. Bởi vì hỗ trợ lên khi mình lên cái gì nhỉ, thương long này, đó thì nó sẽ giúp team rất là nhiều. Đó là mấu chốt về cái món đồ support ngày hôm nay nha. Đó, và thứ hai, nếu anh em nào mà muốn thêm một cái số khả năng làm chậm như vị tướng Ryuma này thì slot thứ tư đó thì anh em lên cho mình là cái áo choàng băng giá. Trong trận này thì thật ra là mình treo choàng băng giá thì cũng được, nhưng mà mình cảm giác nó đêm nó không to ấy, nên mình sẽ lên mình phối hợp kiếm nha. Đó thì mình nghĩ là cái lượng đêm của mình sẽ ổn định hơn. Chứ còn trận nào mà thí dụ anh em gặp những cái vị tướng kiểu Superman này, đó nó là chạy nhanh, là có thể lên áo choàng băng giá, có thể giúp làm chậm rất là tốt luôn nha. Đó thì tổng quan qua với lối trang bị này của mình dùng có vị tướng Ryuma. Còn về bảng ngọc và phù hiệu thì cũng như cũ nha anh em, đó cứ dùng như là lối trang bị ngọc với phù hiệu đấu sĩ, đó sẽ rất là mạnh luôn. Rồi thì bây giờ team bạn cũng khá là toang rồi. Đó, cứ đầu trận đi ganh thì team bạn không đỡ được đâu. Từ từ nha, đây có Zata này, chiêu 2 làm choáng, tiếp tục chiêu 1 lao lên và bay màu Zata TikTok thôi. Rồi nhưng cũng không phải làm chậm, và hình như khả năng là thanh niên này chạy mất rồi, mình sẽ rút lui nha. Đó chứ cái con này thì không phải là một con mà có thể chui trong trụ lâu được. Chúng ta chơi Toro hay chơi Caret, nó đứng cân trụ khoảng mười mấy phát luôn, không làm sao. Nhưng mà riêng vị tướng Ryuma chúng ta chỉ vào cầu máu, ăn được chúng ta ăn, còn không chúng ta rút lui. Đó là cái cách chơi những vị tướng này. Chứ còn thí dụ mà anh em nao vào trụ ấy, đó mà không ăn được mạng hoặc là bị trụ bắn quá nhiều thì cũng khá là thốn anh ạ. Đó, khi lên chơi những cái vị tướng như thế này thì chúng ta cần lưu ý nha. Đó, cách chơi phải thay đổi theo, chứ không phải là cũng nhất thiết những vị tướng nó đêm to à quên, máu trâu được đó. Rồi bây giờ mình nghĩ là đi trụ khả năng thắng luôn được rồi. Đó, bây giờ mình đi support nhưng mà cái lượng đêm mình đó cũng khá là to luôn. Đó, tại vì cái chơi support này thì điểm hại chúng ta là trong giai đoạn đầu trận đó farm sẽ không được nhiều bằng những vị tướng sát thủ khác rồi, nhưng mà không sao. Đó, chúng ta không cần farm nha, đó chúng ta farm bằng farm cách bằng farm mạng. Đó, cứ đi đi ăn mạng của đối phương là hỗ trợ cho team, đó thì là một cách xanh nhanh hơn rồi. Chứ còn nhưng mà cái điều kiện chơi trận sát thủ này thì cái điều kiện đặt ra là cần AD đánh chắc tay anh em. Chứ còn thí dụ mà trường hợp là team anh em ấy mà bích cái vị tướng treo nát hay vị tướng John, đó là thậm chí vị tướng Văn Heo, những cái AD nó không cơ động hay là khả năng không bảo kê được bản thân tốt ấy, đó thì không nên chơi theo cái chiến thuật